một đào phạm Anh quốc đã bị bắt ở Tây Ban Nha tiến từ Cabre. Một đào phạm người Anh đã bị bắt tại thị trấn Nghĩa Bắc sau khi cảnh sát lục soát một ngôi nhà sang trọng trong thị trấn. Andrew Terence Moran, 31 tuổi, là tội phạm đang bị Anh quốc truy tìm vì đã cướp khoảng 25 người đại vi đã cứu khoảng 25.000 bản án đào thoát trong lúc ra tòa xét xử năm 2009, Moran đã bị bắt trong cuộc hành quân phối hợp giữa cảnh sát Tây Ban Nha và Anh Quốc.